Hello cả nhà đi. Hi. Hi, Sushi chào cả nhà nha. Hôm nay bố sẽ cho Sushi ăn món cháo. Này là cháo rau rền với tôm, tôm xay nhuyễn nha. Đó, xay nhuyễn ra và cho ăn một chén như thế này. Chén cũng đầy luôn á. Mà nãy giờ cho ăn một tí rồi. Vì cháu đói quá và không kịp làm video, và bây giờ mình sẽ làm video cho cháu nhà ăn nha, sushi nhà ăn. Rất là thèm ăn luôn, sushi nhà ăn rất là ngon miệng luôn này. Trời, chúc mẹ đi làm, mẹ ở văn phòng, mình sẽ xem video, mình sẽ xem video và thì thấy sushi. Ấm bữa nè, ngon ha. Mỗi ngày mình đều cho ăn thay đổi thực phẩm, và hiện tại là sushi nhà mình là đang ăn một ngày hai cữ ăn, một ngày hai cữ ăn, và lượng sữa thì đang uống vừa sữa mẹ và vừa uống sữa sữa bột. Cháu uống cũng khá tốt, ngày khoảng 600 ml sữa. Một lần thì mình pha khoảng 80 ml bột sữa bột, và sẽ thành 160 ml nước. Nước là mình đun sôi 70 độ. Mình đun sôi 70 độ. Ok. Đây. Đây. Sushi nhà ăn rất là tốt nhé. Đây là video mình làm chia sẻ với mọi người về cách cho ăn. Những chị em thì có thể chăm tốt rồi, còn những quý ông thì sẽ phải chăm sóc như thế nào. Thì hiện tại thì ở nhà, bố ở nhà một mình và chăm sóc con. Thì hiện tại công việc của mình là kinh doanh tự do, và có thể sang năm bà xã sẽ ở nhà chăm sóc con, và hai vợ chồng cùng kinh doanh tại nhà, và mình sẽ làm những video thường xuyên để cùng chia sẻ với các bố mẹ về cách chăm sóc dạy con cái, tập làm quen trong cái thức ăn uống và chăm sóc con. Thì các bố mẹ thấy video hay thì đây, Sushi ơi, Sushi ơi. Ồ, chơi chơi chút xíu đi, giờ quá đang tập trung chuyên môn nha. Thì các bạn thấy video hay thì cho xin một nút like, và đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video, và những video hay mình sẽ chia sẻ với các bạn, các bố bà mẹ. Nè, đừng cạp đang ăn cơm mà sao cạp thế này. Chà, chém hả con? Rồi, tôi sẽ cho miếng nước súp qua. Nè, đây. Ổn chưa?
Dơ quá, bộ trang dơ quá. Ok chưa con? Đúng đi, đúng rồi. Ok. Quay chưa? Sushi. Wow, tiếp tục nha. Tiếp tục chương trình nha. Còn mà, đây. Giỏi lắm con gái ơi. Bác sẽ đúc tốc độ chậm lại thôi. Chắc có lẽ cũng sắp chuyển qua giai đoạn là ăn thô rồi. Thì mình phải chớ những cái có nhiều cục thịt, mình để cục nó hơi to hơn một tí để cháu có thể nhai. Nhưng mà có thể sushi ở nhà là chưa có quen với dùng nước để nhai mà nuốt, giờ cháu bị hóc tí thôi. Ok, mình cố gắng làm quen thôi, phải có thời gian. Siêu ăn sushi ăn tốt quá đi. Alo con gái yêu ơi. Ngon quá. Ok, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Ok. Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? Á chà. Đây đây. No. Tập trung chuyên môn. Nào tập trung chuyên môn. Ok. Rồi. Giỏi rồi. Tiếp tục nha con, sắp hết rồi. Mày ăn hơi chậm nha, mày ăn tới 7 phút luôn. Chắc phải 9 phút mới xong. Đây, ok. Nè. Nè, còn nước không à, nước không? Go. Á chà. Đây. Rồi, sao? Còn phải muốn thôi. Sao con gái? Sao á? Đây này 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 này. Ok. Tiếp tục hả? Ố vậy? Ách kệ. Sao vậy? Sao con gái? Sao vậy? Con nhỏ nhẽo về đây, ai đây? Sushi nè. Cô đang làm video đấy. Sushi nhà ăn đấy. Này. Ăn đấy nè. Là sao? Bố chưa hiểu. Ok. Cái gì á? Cái gì? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao con? Ok. Rồi, bố kết thúc video tại đây nha. Chào nha, chào cả nhà nha. Sushi nhà nhõng nhẽo rồi. Ok, bố sẽ bế con ra. Sao chưa? Sao rồi? Ok, ổn chưa? Ổn chưa? Tiếp tục ăn nhé. No chưa? Ok. No hả? Ok, bye bye nha. Bye bye cả nhà nha. Nha, bye bye cả nhà nha. Rồi, bye. Hey, see you. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì cho xin một nút like nha. Ok, chúc cả nhà buổi trưa thật là vui và ngon miệng nha. Bye bye.